Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá sầu riêng mới nhất sáng nay, ngày 1 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây là những thông tin chi tiết cập nhật về giá sầu riêng hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá sầu riêng ngày 1 tháng 9, giá sầu riêng Thái Đẹp Lựa giảm 1.000 đồng trên kg. Các loại sầu riêng khác vẫn duy trì mức cao ổn định. Giá sầu riêng xuất khẩu Trung Quốc ngày 1 tháng 9 duy trì ổn định. Với loại sầu riêng G6 hạng A, 66.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 1,8 tới 5 kg, 2,7 hộc trở lên. G6 hạng B, 56.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 1,6 tới 5,5 kg, 2,5 hộc trở lên. Mon thong hạng A, 105.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 2 tới 5,5 kg, 2,7 hộc trở lên. Mon thong hạng B, 88.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 1,8 tới 6 kg, 2,5 hộc trở lên. Giá sầu riêng trong nước ngày 1 tháng 9. Sầu riêng G6, từ 40.000 tới 65.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái từ 50.000 tới 97.000 đồng trên kg. Điều chỉnh giảm 1.000 so với phiên trước đó. Sầu Musa King, 80.000 đồng trên kg. Thưa các bạn, về tình hình giá sầu riêng cụ thể ở các khu vực hôm nay, tùy theo khu vực hay quãng đường vận chuyển xa hay gần, mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều. Giá sầu riêng cụ thể ở các khu vực hôm nay như sau. Giá sầu riêng tại Tây Nguyên hôm nay ngày 1 tháng 9. Với sầu riêng G6 Đẹp Lựa, 50.000 tới 65.000 đồng trên kg. Sầu riêng G6 Xô, 40.000 tới 50.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái, Dona Đẹp Lựa 83.000 tới 97.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái mua xô 50.000 tới 80.000 đồng trên kg. Bảng giá sầu riêng khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ ngày 1 tháng 9 cụ thể như sau. Sầu riêng Mu Sang Kinh, 80.000 tới 100.000 đồng trên kg. Sầu riêng G6 Đẹp Lựa, 50.000 tới 65.000 đồng trên kg. Sầu riêng G6 Xô, 40.000 tới 50.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái Lan Dona Đẹp Lựa, 83.000 tới 96.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái mua xô, 50.000 tới 79.000 đồng trên kg. Giá sầu riêng tại khu vực miền Tây, hôm nay ngày 31 tháng 8. Sầu riêng G6 Đẹp Lựa, 50.000 tới 64.000 đồng 1 kg. Sầu riêng G6 Xô, 40.000 tới 50.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Lan Dona Đẹp Lựa, 83.000 tới 96.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái mua xô, 50.000 tới 79.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, cả thế giới hiện chỉ còn Tây Nguyên của Việt Nam có sầu riêng để bán. Theo số liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 7 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng đã thu về 1,2 tỷ USD, gần 30.000 tỷ đồng, đưa loại quả này chính thức lọt vào câu lạc bộ xuất khẩu tỷ USD của ngành nông nghiệp. Xuất khẩu sầu riêng cũng đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng chung của xuất khẩu rau quả. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong tháng 7 năm 2023 đạt 404,5 triệu USD, giảm 38,9% so với tháng 6 năm 2023, nhưng tăng 63,6% so với tháng 7 năm 2022. Trong bối cảnh Thái Lan, Philippines, Malaysia đều đã hết vụ thu hoạch sầu riêng thì khu vực Tây Nguyên của Việt Nam mới chính thức bước vào vụ. Theo đó, sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên có thể thu hoạch từ tháng 8 tới tháng 11, là vùng duy nhất trên thế giới còn sầu riêng để bán từ nay đến cuối năm. Từ thực tế này, đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, sầu riêng Việt Nam sẽ còn tiếp tục hút khách Trung Quốc, có thể đạt 1,7 tới 1,8 tỷ USD trong năm 2023. Hiện giá sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên đang tăng mạnh, so với năm ngoái đã tăng khoảng 20%. Tại Đắk Lắk, chất lượng sầu riêng được đánh giá rất cao, cơm đẹp, trái nhỏ tròn nên được khách hàng ưa thích. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cập nhật những thông tin giá sầu riêng hôm nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.